Xin ơi, chào thể các bác và anh em. Buổi chiều hôm nay thì em có nhận được một chiếc vang số Theta X5 Pro của một cái bác Hà Nội gửi đến căn chỉnh. Thì các bác thấy rằng là đây là chiếc vang số mà về cái giao diện, về các cái nút tinh chỉnh cũng như là về cái thiết kế thì nó giống như là dòng vang số X5. Thì đây chính là dòng vang số X5. Đây là chính là dòng vang số X5, gọi là X5 hàng mới đi. Thế nhưng mà nó có tên là Theta X5 Pro. Đây là chiếc vang số có tên là Theta X5 Pro của cái bác Hà Nội gửi đến căn chỉnh. Và đây là có tem của hãng Theta. Thì đây là chiếc vang số X5. Chiếc X5. Thì đối với X5 hay là X10 hay X12 ấy, thì em là cái người mà được va chạm và căn chỉnh rất nhiều dòng vang số DX. Thế nhưng mà các bác thấy rằng như thế này, nếu các anh em là người sử dụng ấy, thì em nghĩ rằng là rất khó tự mình căn chỉnh. Các bác thấy rằng là đây là một cái đơn vị đây là một cái đơn vị mà có lẽ rằng là cũng làm âm thanh cũng vài năm rồi, và làm cả âm thanh sự kiện nữa, và cả bán và căn chỉnh cũng như lắp đặt âm thanh sự kiện. Đây, nhưng mà việc căn chỉnh của chiếc vang số như này ấy, thì có lẽ rằng là khó sử dụng rồi. Bởi vì đối với em chỉ cần giả soát ở cái phần effect này, chưa nói gì cái phần nhạc nhá. Đây là cái phần nhạc này, đây là phần music, đây là phần mix này, phần effect này. Đối với em chỉ cần nhìn vào cái phần effect này thì biết là chiếc vang số này là khó sử dụng rồi. Bởi vì những cái thông số ở trong phần effect này là nó không hợp lý. Cái gì cái thì nó cũng phải có một cái gọi là cơ bản. Nhưng cái cơ bản ở trong cái phần effect của một chiếc vang số DX như thế này là không hợp lý rồi. Rất nhiều phần, nhiều mục ở trong cái phần effect đổ vào của một chiếc vang số DX. Bởi vì em vừa bán vừa căn chỉnh vang số DX rất là nhiều. Và thông qua cái phản hồi, và thông qua cái phản hồi của người dùng, thì em thấy rằng là cái effect đổ vào của vang số DX như này là không hợp lý rồi. Và đây là phần đầu ra. Đây các bác thấy rằng là cái tỷ lệ cho dị vật đầu ra. Em thường xuyên chia sẻ với anh em ấy là cái effect đổ vào, cái effect đổ ra nó rất quan trọng. Trong khi cái effect đổ ra là để dị vật 100%, để dị vật 100%. Còn nhiều cái mục nâng cao như giả dụ như là limit compressor không làm thì làm sao mà nó hay được. Ở đây các bác thấy rằng là đây là phần mix, thì nó có liên quan đến cái limit của phần mix này. Phần đầu ra liên quan đến cái limit của đầu ra thì làm sao các bác anh em sử dụng được. Đây là một cái dòng vang số gọi là X5 đi, X5 chính hãng đi. Nó có tên là Theta X5 Pro, nhưng mà chính ra là nó là dòng vang số X5. Nhưng mà với một cái việc căn chỉnh một chiếc vang số DX như này thì có lẽ rằng là khó sử dụng rồi. Bây giờ em sẽ thử cái phần mic của cái cấu hình số 1 này nhá, để các anh em có thể nghe được cái chất âm mic này. Và bây giờ để mic lên 30 đi. Để mic lên 30. Để các anh em có thể nghe được cái chất âm của phần mic. Xem nó thế nào. Đây là cấu hình số 1 này. 1 à, bật mic ra. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6 9. Đây là cấu hình số 1 có cái tên như thế này. Cho nên em vẫn chia sẻ các anh em như này. Nếu các anh em không dựa trên cái nền tảng của những anh em làm tốt ấy, thì các anh em là người sử dụng rất khó tự mình căn chỉnh. Bởi vì đây là anh em mà gọi là chuyên làm về âm thanh. Anh em chuyên làm về âm thanh mà còn cài đặt không ra gì thì làm sao các bác anh em căn chỉnh được. Đây là cái phần music này, tăng giải cao này, phần mic này không căn chỉnh gì, phần effect này tối kỵ thì lại làm. Tiếp đến là cái cấu hình số 2. Cấu hình số 2 ở trên chiếc vang số Theta X5. Đây phần music này, phần mic này, effect này, bên này. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Đối với em chỉ cần alo là biết là nó có được hay không được mà. Phần dì vọt này, đây là cấu hình dì vọt.
xem có gì vượt. FX đổ vào vẫn để là E cho 50 này, vẫn để cho 50, gì vượt 50 này. Đầu ra, đầu ra E cho vẫn 100, gì vượt 100 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. FX rời, có cả chế độ FX rời. Đây là chế độ FX rời ở trên chiếc băng số Theta X5 Pro. Chỉ vỡ để cho đi. Đây. Cấu hình này là cấu hình gì vỡ để cho này. Đây là cấu hình này. Mình này. FX quyền. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đối với em chỉ cần alo thế là biết là có dùng được hay không thôi. Nghe nhạc thì bây giờ sẽ thử cái chế độ mà em làm này. Bởi vì đây nó là cái dòng vang số của đời X, vang số X5. Đây chính là vang số X5 gọi là mới đi. Thì bây giờ các anh em sẽ nghe cái phần mic mà em thường xuyên căn chỉnh ở trên vang số đời X này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6. Để mic lên 30 nhé. Để mic lên 30 xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6. Thì đôi khi các anh em mua vang số ấy thì các anh em là chưa biết cái người chuyên làm về vang số, cho nên rằng các anh em cứ nghe thấy nói là như vậy là về cái thiết kế cũng như là về cái nội thất cũng như là về cái vi xử lý rồi ga linh kiện, nhưng mà đây chính là dòng vang số X5. Thì rõ ràng là đối với một chiếc vang số X5 mà căn chỉnh như các cái cấu hình lúc đầu các anh em xem ấy, về phần nhạc, phần mic, phần effect như thế ấy, có lẽ rằng là khó dùng rồi. Thế còn đối với lại chiếc vang số này thì em có thể làm cho bác Hà Nội này đến 10 chế độ và bác này sẽ gọi ra để mà sử dụng, chắc chắn là sẽ khá hài lòng ý trên nhiều cái bộ dàn khác nhau.